Kính chào quý vị khán giả. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã hầu như không thể làm gì để ngăn cản đồng euro lên cao thêm nữa so với đồng đô la. Nhật báo kinh tế Boxen ra tại Đan Mạch cách đây 3 hôm có đoạn viết Kể từ tháng 3 năm nay, đồng euro đã tăng 14% so với đô la Mỹ. Nhưng bà chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn cực kỳ thận trọng khi đưa ra quyết định sau cuộc họp hôm thứ 5 tuần trước Lý do là vì đồng euro tăng giá không phải là do nó mạnh hơn mà là do đồng đô la đã mất giá nhiều so với mọi đồng tiền khác. Bài báo nhấn mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ theo đuổi chính sách tiền tệ đặc biệt thô bạo, đẩy dòng vốn bằng đô la quay trở lại các nền kinh tế mới nổi theo cách cố tình làm suy yếu đồng đô la. Euro tăng giá không liên quan đến thực trạng kinh tế châu Âu lúc này, đó là nhận xét chung của nhiều bài báo tuần qua. Tờ thời báo phố Hồ là nhận xét, Ngân hàng Trung ương châu Âu không mong có đồng euro mạnh hơn, nhưng không thể làm được gì nhiều. Euro đang ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2018. Hôm thứ Tư vừa rồi, tỷ giá trên thị trường tài chính thế giới là 1 euro tương đương với 1,2135 đô la. Đó là con số trung bình giữa giá mua và giá bán. Trên thực tế, chiều thứ Sáu vừa rồi, thì ngân hàng ING tại Bỉ đã bán euro với tỷ giá lên tới sấp xỉ 1,25. Tờ tin điện hàng ngày ra tại Anh có bài dài phân tích vì sao đô la Mỹ sụt giá trong lúc này thì lại có lợi cho các nền kinh tế mới nổi nhưng lại bất lợi đối với châu Âu. Trong bài có đoạn đối với nền kinh tế thế giới nói chung đồng đô la yếu làm giảm chi phí nợ. Các quốc gia hay là các doanh nghiệp đã phải đi vay nợ bằng đô la. Nay đồng tiền Mỹ mất giá thì gánh nợ cũng bất nặng hơn. Đô la sụt giảm giá trị có thể coi như biện pháp nới lỏng định lượng có lợi cho toàn thế giới phục hồi sau dịch. Trong khi đó thì châu Âu vẫn đang phải phong tỏa chống dịch. Mối nguy trước mắt đối với khu vực đồng tiền trung châu Âu, theo bài báo, là bỏ lỡ giai đoạn đầu phục hồi kinh tế toàn cầu. Và trong giai đoạn thứ hai sẽ còn nhiều khó khăn thêm nữa vì tỷ giá hối đoái quá cao. Báo chí tại Pháp cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu đang tỏ ra bất lực trước đồng euro quá mạnh. Từ tiếng vang của Pháp viết, các thị trường tin rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu không thể đảo ngược xu hướng. Cùng lắm chỉ làm chậm đà tăng của euro mà thôi bài báo dự đoán đồng euro sẽ ổn định dài lâu trong phạm vi từ 1,2 đến 1,3 đô la. Đó là một số bài trên báo chí cuối tuần qua. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.